Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay xin giới thiệu với anh em một bộ mic. Bộ mic này thì chờ đợi rất là lâu rồi anh em nhá. Bộ mic này thì cũng đã rất nhiều anh em mong muốn. Thì trước là em bán cái dòng mic một tay mic, một đầu thu đấy. Thì đã rất nhiều anh em ủng hộ. Nhưng mà hôm nay thì theo nhu cầu của nhiều anh em, em sẽ giới thiệu với anh em một bộ nâng cấp mới anh em nhá. Bộ này cũng là U898 đó. Tay mic vẫn là của U898 anh em nhá. À, vẫn của U898, mới kính con luôn, chưa bóc anh em nhé. Nhưng mà đầu thu của nó sẽ là U98 2 la mã. Bản 2 la mã anh em nhé. Đó, 2 la mã tức là nó có 2 tay mic anh em nhé. Đó, 2 tay mic. Và bộ này thì cũng rất là chất. Và Quân sẽ bóc ra cho anh em cùng tham khảo đi. Bộ này là một trong những cái bộ mà em đánh giá nó rất là cao cấp anh em nhé. À, sóng của nó rơi tầm khoảng 150m. À, 4 dâu anh em nhé. Anh em lưu ý bản U898-1 ấy, thì là nó có 2 dâu và nó có 1 tay mic thôi. Nhưng bản này thì sẽ là 2 dâu, tức là mỗi 1 tay mic sẽ có 2 dâu anh em nhé. À, nó là 2 lần của cái U898 bản 1 anh em nhé. À, và anh em có thể xem đây, tất cả các nút chức năng nó đều như nhau hết anh em nhé. Đó, đây là mới vào lên tay đó, động vào đó, đây là đều có nút scan IR set volume cộng volume trừ power, tất cả các nút này đều bằng mút anh em nhé, cực kỳ chất luôn. Nó mang tới cảm giác ấn nó đầm, rất là đầm tay anh em nhé, rất là sướng tay luôn, rất là nảy luôn anh em nhé. LX Acoustic U898 đó, và tay mic cho anh em xem tay mic luôn. Tay mic này không còn xa lạ gì với anh em. Bản này thì nó có một tay màu xanh và một tay màu đỏ anh em nhé. Đây, tay màu xanh này giống 898 đời 1 đây này. Đời 1 tay mic, 1 đầu thu này. Đời này thì 2 tay mic, 2 đầu thu. Đấy, anh em có thể xem qua cái tay của nó. Cực kỳ chất đúng không ạ? Cực kỳ chất luôn. Đó. Dâu đít dài anh em nhé. Nó có một bản đít ngắn nữa, nhưng mà em này nhập bản đít dài. Đấy, anh em xem. Ok chưa? Rất là chất luôn, nó rất là đây, anh em có thể thấy đây. Ok chưa? Nó rất là ngon luôn anh em nhé, phải nói rất là ngon. Phụ kiện của nó thì gồm pin này, đầu chống lăn này, hai pin này theo nhà sản xuất này, đầu chống lăn này. Đấy, rất là chắc. Và một sạc anh em nhé. Sạc này của nó rất là xịn. Sạc này anh em nhìn cái sạc đã biết rất là xịn rồi. Đấy, anh em nhé, rất là xịn luôn. Đó, một cái rắc 6 ly và thêm nữa là 4 cái dâu anh em nhé, 4 cái dâu này. Và anh em lưu ý, dâu này của nó là dâu 770 đến 830 MHz anh em nhé. Những cái dâu bình thường nó chỉ 600 Hz thôi anh em nhé, 600. Bản đời 1 cũng chỉ là 600 Hz thôi anh em nhé. Bản đời 1 ấy cũng chỉ là 600 Hz thôi. Bản này lên 700 và 800 rồi. Cái 700, 800 thì sóng nó sẽ tốt hơn rất là nhiều anh em nhé. Đó. Và không lan man nữa, không nói nhiều nữa, đi luôn là thực tế. Đấy anh em nhé. Rất là đẹp đúng không ạ? Anh em nhìn cái màn hình của nó này. Cực kỳ là chất đúng không ạ? Không lan man nữa. Đi vào đây thì em đã có ghép một bộ sẵn rồi anh em nhé. Và cho anh em xem cái cấu tạo của cái mền nó luôn. Mền thì như anh em thấy cái con 898 rồi ấy, nó đúng to bằng nửa đây đúng không? Thì đây là đúng là hai cái nó ghép vào mà là một anh em nhé. Đấy. Cái con kia thì nó cũng hai dâu đây và nó to tầm này. Đấy, thì con này thì nó cũng to hơn rất là nhiều. Nó đẩy cả cái bảng này luôn, anh em có thể thấy á. Đẩy cả bảng luôn anh em nhé. Đây cho anh em xem, đây là khi tắt đi này. Đó, nó sẽ ợp này. Khi bật lên nó on này, khởi động này. Đấy, phải chờ tầm khoảng độ 5 giây. Đó. Sóng đây anh em nhé. Và điều đặc biệt nữa là dòng này của nó là nó có thể dò, nó có một con IC xử lý, con AMG anh em nhé. Đây. Đấy, con AMG này xử lý anh em nhé. Con này xử lý như kiểu máy tính ấy. Nó có thể là dò sóng được hai tay cùng một lúc anh em nhìn nhé. Mở nhá, mở cùng mở này. Dò này. Đó, dò này, tiếp theo dò cái này. Đó, dò hai tay cùng một lúc luôn. Này mang tới sự thuận tiện rất là tốt anh em nhé. Rất là thuận tiện đúng không ạ? Con này dò xong trước này.
Đấy, con này dò sóng sau này. Đó. Ok chưa? Này là nó đang không có sóng, được phát là nó đỏ cái này luôn này. Đấy, dò được hai tay anh em nhá. Dò được hai tay cùng một lúc luôn. Đấy. Và cấu tạo của cái main nó như thế nào? Anh em có thể thấy là mỗi một ấy nó đều có hai sóng. Sóng này là sóng thật anh em nhé. Anh em có thể nhìn đây. Đấy, hai cái đến cổ sóng luôn. Vì nhiều cái mic là nó có nhìn nó có bốn dâu, nhưng mà thật ra nó chỉ có hai dâu thôi anh em nhé. Nhưng đây là thật là bốn dâu này anh em nhìn này. Nó đi có mạch ra luôn này. Đấy, chứ không phải bình thường có một cái kia từng cái những cái kém ấy, dòng xua nhái ấy, là nó nhìn bốn dâu nhưng thật ra nó chỉ một dâu thôi. Đấy, và bên trong này có những cái con khuếch đại sóng và rất nhiều IC xử lý anh em nhé. Và anh em nhìn trên con này thì nó cũng như trên con vang số, nó có cái con IC là 2068. Con này sẽ giảm nhiễu cực tốt luôn. Con 2068 này nó chức năng như 4558 thôi, nhưng mà nó làm cho giảm cái âm thanh của mình nó trung thực, giảm nhiễu cách tối đa trên những con vang số ấy, những cái đầu mic của những con vang số như này, kể cả cái X180 đều sử dụng con đều là sử dụng cái con 2068 này anh em nhé, đều sử dụng 2068 hết. Đấy, và anh em có thể thấy rất là nhiều linh kiện, rất là nhiều tụ trở ở đây, cái tụ nhôm nữa này, và bên trong của nó có một con IC xử lý chính và đến tận 4 con khuếch đại tín hiệu anh em nhé. Đó, khuếch đại này đây, những anh em nhìn này, nói chung là rất nhiều linh kiện. Cái này thì em đã phân tích trên con U898 rồi, và đây là gấp đôi cái con 898 thôi anh em nhé. Đấy, và dò khi mà anh em đã dò xong rồi, anh em muốn quét IR cùng với nó thì anh em bật tay mic lên này, bật tay mic lên này, và anh em giữ vào nút IR này. Đó, thì như thế này thì nó sẽ bắt anh em nhé. Đấy, bắt luôn. Ok, trùng là nó sẽ lên cái cột sóng này. Và anh em lưu ý là kể cả lúc nãy em hát này, em cũng không lắp anten đâu. Sóng vẫn rất rất tốt trong gia đình, trong nhà. Sóng rất 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 là tốt anh em nhé. Hiển thị pin luôn. Đấy, pin đây hai vạch, đây hai vạch anh em nhé. Và khóa lại thì anh em vẫn giữ nút set. Đó, khóa lại rồi. Ok chưa? Đó, volume to nhỏ thì chúng ta để đây. Con này volume của nó lên tới tận 32 anh em nhé. 32 nó rất là lớn, nhưng bình thường em chỉ để tầm 21 đến 24 thôi. Đấy, bình thường em 32 này, bình thường em chỉ để 21 đến 24 thôi. Đó, khóa lại. Và bây giờ khóa lại rồi thì không làm ăn được gì nữa, không thể tăng giảm gì nữa anh em nhé. Đấy, chỉ có quét đi giờ thôi. Đấy, và không để anh em để cho anh em nghe cái tiếng mic của nó như nào anh em nhé. Thì Quân có thể là alo thử. Đó. 1 2 không cần phải lắp cột sóng luôn anh em nhé. 1 2 5 6 7 8 9 anh em nghe thấy chưa? 1 2 tiếng rất dày. 5 6 7 8 9 tiếng cực kỳ dày anh em nhé. Em chỉ sử dụng một con 650 mà đang để với mức này, và đây là loa KT15 TVK15 đánh hai đôi loa luôn. Đó, hai đôi loa luôn anh em nhé. Đấy, với con đê vàng D5 thôi. Đấy, anh em nghe cái chất âm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok, quá chất rồi. Rồi ok, cái tiếp tục là test cái phần sóng anh em nhé. Test phần sóng, Quân thử không cần lắp anten. Đây anh sẽ bỏ sẵn ra hai anten, tí nữa mình sẽ lắp vào. Đấy anh em nhé. Đây, một cái anten, hai cái anten. Đấy, ok chưa? Đợi chút để lắp vào, nó yếu thì mình sẽ lắp anh em nhé. Mình thường sẽ để đây. Đấy, rồi Quân thử đi cho nào, vừa đi vừa alo cho anh. Đấy, ra sẽ ra ngoài cửa. Alo đi. Rồi. 1 2 3 4 5 6 7 Đó. Tiên là đường lớn này nhé. Đó. 1 2 5 6 7 Không cần lắp bằng ten. Thấy chưa? Đấy chưa? Không cần lắp bằng ten anh em nhé. Ok chưa? 1 2 5 6 7 Ok chưa? 1 2 5 không cần lắp anten. 6 7 8 9 Ok chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok chưa? 1 2 3 4 5 6 7 8 Đấy, không cần lắp anten anh em nhé. Ok chưa? Từ đây ra chỗ đấy còn phải tầm 70-80 mét rồi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đấy, cái cột sóng nó mới có chập chờn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ok, em sẽ lắp cái anten này này. Anten của 700 đến 830 Hz.
lắp vào sẽ càng đét luôn. Rồi. Đấy, anh nhé. Căng luôn, anh em thấy chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à, đây. Ok chưa? Căng đét luôn. Anh em thấy chưa? Thật. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó. Đấy, anh em thấy chưa? Căng luôn. Đó. Đó, anh em thấy chưa? Đó, ok chưa? Đấy thì anh em có thể thấy chưa? Vẫn càng đen luôn. Vẫn càng đen luôn, anh em thấy không? Sóng quá mạnh luôn anh em nhé. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Tít xa mà sóng vẫn... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đúng vợ. Đó. Dạ, em toàn ba đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vẫn căng anh em nhé. Đấy, thấy chưa? À, đây. Rất là ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À, đây. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vẫn rất là căng anh em nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À. Rồi đi về. Và rất đông người anh em nhá, anh em có thể thấy đây. Đó, chỗ em thì nó là chợ anh em nhá. Nó là chợ anh em nhá. Nên ra anh em cứ thoải mái đi. Đấy. 1 2 5 6 7 không 8 không có hiện tượng lắp anten nó phát là không có hiện tượng giảm luôn. À, đây, anh em thấy 1, không? 1 2 Đó. 5 6 7 và tiếng 8, rất là 9, hay 9, luôn. 1 2 5 Đó, tiếng rất là 6, hay. 6 7 anh em có 8, thể thấy. 9, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, 9 chưa? À, đây. Anh em có thể thấy không? Thì con này là một trong những bản hai tay mic của con U898 đời 1 anh em nhé. Thì hiện tại giá đang là 6 triệu. Thì anh em có thể tham khảo anh em nhé. Thì con này thì chơi sự kiện nó tiếng mic cũng rất là dày và hay. Đấy, thì ok anh em. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại ở bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com anh em nhé. Anh em giao hàng toàn quốc cho anh em ạ. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở cửa. Anh em cùng đeo tai nghe nhá. Cảm nhận. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 8 anh em nhá. Đó. Để âm lượng rất là vừa phải thôi anh em nhá. Đó. Rất là nhỏ để 13 này, 21 này. Và 11 giờ thôi. Nó bắt rất là bắt mic anh em nhá. Nói chung là bộ này là cấu rất là biết rồi. Tình yêu anh như sóng biển chiều hồ, đã trao em dạt dào bao kỷ niệm như vầng trăng sáng tỏ giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt một mùa. Em như yêu bờ cám trắng, lòng lo âu những mùa bão qua đây. Anh yêu em như yêu cầu ví dặm, dần dần thì dần dần mà thương cũng thật thật nhiều. Quá hay luôn, mẹ nhá. Ngoài tôi xa đang có gì đợi em? Lúc phong ba biến động sóng gầm gào, anh chờ em đứng tròn suốt cánh thao. Như dòng sông nước mãi rơi lại tay. Em yêu ơi thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Anh yêu em, anh thương em vất vả. Giờ dần thì dần dần mà thương cũng hận nhiều. Dần dần thì dần dần mà thương lại càng thương. Rồi ok.
Rồi, cảm ơn anh em đã xem video nha. Chào anh em ở clip lần sau nha.